Rất vinh dự được gặp lại quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có thể thời trẻ sẽ nhiều người phải sống trong cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất. Nhiều khi chính họ cũng không nghĩ rằng mình sẽ trả được hết nợ. Vì cứ trả hết cái này, lại có cái khác xuất hiện. Tiền bạc thì luôn là vấn đề khiến cho những người này đau đầu. Cũng có những người kinh tế ổn định nhưng lại không được hạnh phúc và trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình của cuộc đời mỗi người. Và trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của nữ mệnh chủ tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch tới đây thì vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Dần sẽ ra sao? Trong tháng thì mệnh chủ sẽ có con đường thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường thành công, sự nghiệp thì mệnh chủ có gặp phải những khó khăn trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những diễn biến như thế nào trong tháng năm nay? Và để nắm rõ hơn được vận trình của mình ra sao, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết và cụ thể. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong thủy Gia Cát. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan về tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Xem tử vi cho nữ mệnh tuổi Dần thì tháng này không phải là một tháng tốt đẹp, đặc biệt sẽ có một số ngày sau trong tháng 6 âm lịch, nữ mệnh chủ tuổi Dần sẽ cần chú ý hơn cả. Đó là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức 28 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và nữ mệnh chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Ngày âm lịch 20 tháng 6, tức ngày mùng 9 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 và nữ mệnh chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những nữ mệnh chủ tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ kích hoạt hòa hợp hiệu quả cho các nữ mệnh chủ tuổi Dần. Trong hung có cát, vào tháng 6 âm lịch này sẽ có các ngày được coi là cát lành đối với nữ mệnh chủ tuổi Dần. Đó là ngày âm lịch 11 tháng 6, tức 31 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Và ngày âm lịch 23 tháng 6, tức 12 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Hai ngày cát lành này, các gia chủ có thể tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao. Ngoài ra thì việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành đồng thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong cùng bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để nhận được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt. Tử vi của tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch. Về sự nghiệp của nữ mệnh chủ tuổi Dần, bước sang tháng 6 âm lịch thì tuổi Dần công việc nhiều, áp lực cũng tăng cao. Mệnh chủ chẳng có lúc nào được ngơi chân ngơi tay, nhưng có lẽ do tinh thần làm việc không được tốt nên hiệu quả làm việc không cao, chất lượng công việc cũng không được cấp trên đánh giá cao. Bản thân mệnh chủ có phần bất mãn với thời cuộc, luôn cảm thấy thiệt thòi khi mà bản thân làm nhiều việc nhưng không được công nhận.
Xét một cách khách quan thì đúng là tuổi Dần đang đảm nhận khá nhiều việc nhưng không có gì khởi sắc. Bạn cần phải thay đổi chính mình, suy nghĩ tích cực hơn và chủ động hơn trong công việc. Đừng nghĩ mình phải được trả công ngay lập tức mà hãy cố gắng cống hiến trước. Để giúp các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị tuổi Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, có tác dụng hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc của nữ mệnh chủ tuổi Dần. Tuổi Dần bước sang tháng 6 âm lịch thì mệnh chủ đừng mong chờ quá nhiều vào vận may tài lộc của mình. Trong tháng này, không mất tiền đã là một sự may mắn, chứ đừng mong chờ tiền bạc vào nhà nhiều như nước. Mặc dù có chính tài ở bên, nhưng cũng chỉ đủ ở mức giúp cho những chú hộ không quá túng thiếu. Bạn vẫn có thể thu tiền về, nhưng có giữ được tiền hay không lại là chuyện khác. Trong tháng này chỉ có làm thật, ăn thật, chứ chẳng có chuyện ngồi không cũng có tiền rơi vào túi. Nữ mệnh chủ tuổi Dần thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, chỉ cần các nữ mệnh chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long, Dần, Ngọ, Tuất, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Về sức khỏe của nữ mệnh chủ tuổi Dần. Tuổi Dần sẽ gặp vấn đề nhỏ khi mà nói đến sức khỏe trong tháng 6 âm lịch này. Bạn sẽ mắc các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cúm và đau dạ dày. Bạn cần phải thận trọng đối với viêm xoang và viêm khớp. Nói chung, tuổi Dần sẽ dần ổn nếu bạn ăn tốt, ngủ ngon và tập thể dục thường xuyên, nhưng bạn nên thận trọng hơn trong các ngày vào cuối tháng, có thể khiến cho tình trạng bệnh của bạn có đôi chút phức tạp. Về tình duyên của nữ mệnh chủ tuổi Dần, theo vận may của tuổi Dần tháng 6 âm lịch, những cô gái sinh ra trong những năm Dần sẽ gặp người đàn ông họ yêu và phát triển mối quan hệ đó. Ngược lại, con trai có thể rơi vào tình huống thụ động trong mối quan hệ yêu đương và họ nên tự mình đấu tranh cho tình yêu. Đối với những người đã kết hôn, tháng 6 âm lịch có thể là một tháng khá là hạnh phúc để bạn tận hưởng sự hòa hợp. Việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng ai là có thể hoàn hảo và cũng chẳng ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế mà hãy nghĩ thoáng hơn một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Tử vi năm 2020 cho thấy tháng này của nữ mệnh tuổi Giáp Dần 1974 dự báo bạn có may mắn về tài lộc, sự nghiệp tốt, sẽ nhận được kết quả và nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Vấn đề duy nhất là sẽ có những người đố kỵ xung quanh tạo ra rắc rối, sẽ có những thăng trầm giữa các cặp vợ chồng. Hãy cố gắng giải quyết những thăng trầm ngay lập tức. Đối với những người đang làm kinh doanh thì bạn phải quản lý việc làm ra tài chính và sử dụng tài chính sao cho phù hợp. Bước sang tháng 6 âm lịch hoàn toàn là tháng thích hợp nhất để quản lý đầu tư và quản lý tài chính, với điều kiện bạn phải lên kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu đầu tư một cách mù quáng, không làm gì thì sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Miễn là bạn không hành động liều lĩnh sẽ gặp được may mắn về tài lộc. Đừng nghe những lời vu khống của người thân và bạn bè, hãy làm theo cách mình cho là đúng. Nữ mệnh tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Vào tháng này, may mắn cho sự nghiệp khá tốt, đặc biệt những nữ mệnh tuổi Bính Dần sẽ phát triển tốt sự nghiệp của mình. Với một số cơ hội, các chuyến công tác và công việc có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn.
một khi bạn nắm bắt được chúng, sẽ được sếp đánh giá cao và dễ dàng được thăng chức. Nếu bạn đang kinh doanh, bạn sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh và không nên quá tự mãn tăng cường quản lý nhân sự để ngăn chặn sự suy giảm có thể xảy ra trong kinh doanh. Đối với nữ mệnh tuổi Bính Dần, sẽ là tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời vì vận may sẽ thịnh vượng trên mọi nẻo đường và bạn có thể sẽ giành được sự công nhận từ người có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Ngoài ra, những năm tháng tự lập trước đây sẽ mang lại cho bạn một sự gia tăng nhanh chóng và đầy hào hứng trong cuộc đời. Vào tháng 6 âm lịch thì bạn sẽ đạt đến độ cao mà bạn nghĩ không thể chạm tới trong suốt cuộc đời và thấy mức tăng lương từ đó. Tuy nhiên, bạn có thể thường xuyên mất một cái gì đó, có thể là tiền hoặc điện thoại di động. Nói cách khác, sự chú ý đặc biệt sẽ dành được nhiều cho bạn khi mà đi ra ngoài trong tháng này. Nữ mệnh tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Trong tháng này, những người sinh năm 1998 được dự đoán sẽ vượng địa trên con đường công danh sự nghiệp, học hành tấn tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy mà những người tuổi này nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, trong tháng này, nữ mệnh tuổi Mậu Dần sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ để tương lai thăng tiến và phát đạt hơn. Bên cạnh đó, thì bản mệnh Mậu Dần khi giao tiếp cũng cần chú ý đến thái độ của bản thân, luôn để mình ở mức độ khiêm nhường cầu thị, tránh xung đột để đạt được những thuận lợi cho tương lai. Tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Sang tháng 6 âm lịch năm Canh Tý, do nhập hạn có nhiều các tinh chủ về danh vọng nên nữ mệnh Canh Dần thu truyền thông báo chí tôn vinh, ca ngợi do những công lao đóng góp mà họ tạo nên. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần chú ý ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, tức 28 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Canh Dần sinh năm 1998. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Đối với nữ mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, nữ mệnh tuổi Nhâm Dần sẽ không phải trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp nhưng vẫn giữ được vị trí trong hòa bình vào tháng này. Với sự thiếu may mắn trong tháng này, cuộc sống thường ngày có thể là một điều tốt và tốt hơn nên tránh quá nhiều thăng trầm. Một cuộc sống an toàn, ổn định là một giải pháp tốt vì bạn đã không còn trong những ngày tháng tìm kiếm một cơn gió thứ hai trong sự nghiệp và đó là một cách tốt để trải qua những ngày tốt đẹp. Vào tháng 6 âm lịch, vận may tài chính tổng thể của nữ mệnh tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 sẽ không đạt yêu cầu. Mặc dù tổn thất toàn diện là không thể xảy ra, nhưng một mất mát hạn chế sẽ không thể tránh khỏi. Đặc biệt, bạn nên tránh đầu tư vào tháng này, nếu không sẽ lao đao cực khổ. Giải pháp tốt nhất đó là tránh các hoạt động đầu tư quy mô lớn và tiết kiệm nhiều nhất có thể. Không làm như vậy, bạn sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Tình hình sức khỏe tổng thể vào tháng 6 có thể tốt cho Nhâm Dần sinh năm 1962 nữ mệnh và thường chú ý nhiều hơn đến việc tập thể dục. Các bệnh nhẹ và đau thỉnh thoảng sẽ không có tác động và bạn hãy tránh xa các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng vì bạn cần phải ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của nữ mệnh chủ tuổi Dần trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống.